Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders. Tải ngay trên Google Play và App Store. Kính chào quý khán giả, trong đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ tiếp tục duy trì tình trạng nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm tại đây phổ biến từ 11 đến 14 độ, vùng núi cao có nơi thấp dưới 5 độ. Nền nhiệt thấp cộng thêm độ ẩm trong không khí cao và cả những cơn mưa sẽ càng khiến cho trời rét buốt. Sang ngày mai, toàn vùng có xu hướng giảm mưa, tạnh ráo hơn về trưa và chiều. Nhiệt độ vì thế tăng nhẹ lên mức từ 14 đến 18 độ. Riêng khu vực Tây Bắc trời có nắng nên nhiệt độ cao hơn, phổ biến từ 22 đến 25 độ. Quá trình tăng cường trở lại của không khí lạnh làm gia tăng mưa nhiều hơn ở các tỉnh miền Trung. Dự báo trong đêm nay và sáng ngày mai, các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Quảng Ngãi vẫn có mưa và mưa nhỏ rải rác. Các tỉnh Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ chỉ phổ biến từ 20 đến 22 độ, còn Trung Trung Bộ cao hơn từ 25 đến 28 độ. Trong khi đó, các tỉnh Nam Trung Bộ vẫn duy trì trạng thái nắng ráo, nên nhiệt độ cao nhất ngày mai vẫn dao động ở ngưỡng từ 29 đến 31 độ. Trở vào phía Nam, ngày mai vẫn có nắng nóng và nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên phổ biến ở mức từ 30 đến 33 độ. Còn Nam Bộ thì nhiệt độ cao hơn từ 32 đến 35 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Quần đảo Hoàng Sa trời không mưa và tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió giảm xuống mức cấp 4, cấp 5. Còn tại quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, làm tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10 km, gió cường độ trung bình, biển bình thường. Cuối bản tin sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các tỉnh thành trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.